Hôm nay chúng ta sẽ chơi From the Fog 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 Ok, From the Fog. Ok, vậy chúng ta đã thông ad một con heo quỷ. Cái gì vậy? Cái lon gì vậy? Ok. Oh shit. Holy fuck shit. Mẹ rừng này có mấy anh bạn zombie vui tính à. Cho tớ xin nha. Ok. Mặc dù đứa biết dùng để làm gì nhưng mà thôi kệ. Có vẻ khá là nguy hiểm, nó lỡ ngớ là tôi sẽ nằm chung với thanh niên đấy luôn. Tôi đang ở trong hang à, tôi nghĩ nó sẽ khá là an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ đập đá lấy một tí nâng cấp tí đồ vậy ta. Được, nó nhìn tối nhé. Tối, mấy cái boss này tối nhìn sợ chết mẹ. Đây có ai không? Hello. Ơi mấy chú, có ai không? Có ai dưới đó không? Có lolly chứ. Tôi có kiếm rồi nè, có kiếm, có rìu, xẻng, cúp đồ cái kiểu mà tôi nghĩ là tôi đợi đủ sức để quá nữa ta. Má mẹ này vui tính này. Holy shit. Tôi cũng không lấy làm gì nữa. Ê, từ từ khoan, con này cũng nhận á. Á dù. Một phong. Oh shit, đây là một con không đéo phải công nhận, nó là con cu lờ gì luôn á, chứ không phải công nhận. Ok, ê, cái gì kia? Tự nhiên có cái mỏm đá trồi lên này. Ê, hello. Ô má chói quá đi ngựa đó. Oh shit. Sao tự nhiên nó có con mỏm đá nó trồi lên đây ta? Ê, dưới đây có gì không? Hay này mộ thanh niên nào? Nếu mộ thanh niên nào cho tôi xin lỗi nha, tớ không có ý định đào mộ cậu đâu, tớ chỉ là tớ tò mò thôi. Tớ đi đây. À, tiếng chim kêu à không, tiếng ve kêu nghe thật là tha thiết. Ô con này con dế à. Rồi xong, cái này dùng để làm gì? Ăn à, cái này ăn được. Ô được. À, ngon. Oh shit, thêm một con nữa. Thêm một con nữa nằm đây. Thôi nằm nằm đấy vui vẻ nhá. Đây chúng ta có một cái hang. Ủa cái gì? Đá. À, được. Vậy đi. Ok, tôi có thể lấy hang ở đây. Trong đây có gì không? Chào mấy cậu. Hello. Hello. Ồ, không có sắt. Đợi mà. À đù, nhìn biển trong xanh đẹp quá. À đây có sắt rồi nè. Ngon. À đi. Rồi đây là máu của tôi à. Oh shit, mới té cái mà ra chảy máu thế này rồi. Hello. À đù. Oh shit, xuống nước cái nhìn mình nó phê quá ta. Nhìn này giống kiểu lúc mà tôi mới hết cỏ xong vậy. Bây giờ mình bơi về một hồi có con cu lờ như nó nhảy ra thì mẹ hết hồn. À kia có con cừu kìa. Ê, ở đây có cái gì nè? Cái gì tự nhiên nó trồi lên? Ở kia có cái thuyền. Được. Có cái cu lờ gì ai? Một cái đền đền dưới nước hả? Ok. Chờ tí, tôi sẽ check thử cái này. Ok, tự nhiên nó có cái gì nó trồi lên ở đây. Hãy cho tao một cái gì đó thật thú vị. Không đéo có gì thú vị cả. Bà mẹ nó. Có gì không? Mẹ mày. Có gì đi. Có cái cu lờ gì đó đi. Ơ kìa. Mẹ mấy bạn bố láo thế. Thằng bố mày có thuyền rồi đi đây. Chết ngựa bị lừa rồi. Hello mấy chú. Fuck. Oh no. Oh shit, đừng thông em. Đừng 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 đừng. Dám mất tê. No. Và cái thuyền này không có con mẹ gì hết. Bà mẹ mày. Trời sắp tối rồi anh em ơi. Tôi nghĩ tôi nên đi tìm một nơi nào đó trú ẩn. Tôi nghe nói là móc from the fog này ban đêm có nhiều con kiểu nó nhảy ra, nó không biết mình lắm, cho nên là phải trốn lẹ. Tôi có quyển sách nè. Bạn có thể tìm Slenderman trong cái rừng Slender. Và bạn có thể tìm thấy những cái kiểu như là giấy ghi chú ở trên những cái cây. Và bạn có thể đập đập những cái đó để mà lấy những cái loot. Nhưng mà nó sẽ bất đi. À nhưng mà cái điều này nó sẽ làm cho con Slenderman nó tức hơn. Và con Slenderman sẽ bắt đầu săn lùng bạn. Nhưng chỉ còn quấn nó với chỉ còn quấn nó và nó sẽ và biết là cái điều gì trong 15 giây chắc là nó sẽ đứng đứng hoặc là nó sẽ chạy trong 15 giây. Nếu như tôi có thể lấy được hết tất cả cái 8 cái ghi chú thì nó sẽ biến mất mãi mãi. Ok hay á. Dạ, tôi sẽ cầm kiếm thông đích Slenderman. Chúng ta tới rồi đây. Ô làng 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 làng, cũng phải làng không hay là cái nhà? Hình như là cái nhà chứ không phải cái làng. Nhà có một ai đó à. Ủa thôi, này nhìn giống cái nhà tù hay là cái nhà. Ok, đặt đuốc ra cho nó sáng nè. Oh fuck, cái hiệu ứng có là cái thời gì đây? Oh shit, 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 no, 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 fuck you, holy fuck, holy shit.
cái này dòng tay. Oh my god anh ơi, anh ơi nhìn là hơi thấy phê, nhưng mà anh cho em hỏi là nó có đau hay không này. Alo anh ơi, sao anh im rồi? Hồ má mưa luôn rồi. Thôi thì tớ xin cái lò nha, tớ sẽ xin cái lò, hai cái lò, cái rương. Cái rương nó có kiếm, kiếm kiếm ngon. Ok, rồi với cái kiếm này tôi có thể phòng thủ bản thân, à phòng vệ. Và ở đây thì anh ở đây vui vẻ nhé, em không dám làm phiền sự vui sướng của anh tại thời điểm này. Cháy nè, đấy anh, em dập lửa giùm anh luôn rồi nhé. À, anh cứ vui sướng thoải mái bên đấy đi. Còn ở đây thì hai anh vui vẻ, à hai anh vui vẻ với nhau nhé. À, còn còn slot không cho em vui vẻ với, nếu biết là tôi có nên đi ra ngoài hay không đây. Bây giờ tôi đi ra ngoài thì tôi có thành hai anh này không? Chào cậu. Ôi đôi mắt thằng ấy thật là đẹp, đôi mắt bà đây cô biển hồ, tao mới khen mày đừng có giết tao. Ôi gì mày mày, holy shit. Ôi chào dế. Ê dế là làm bạn với tao đi dế, tao đang cô đơn quá, thằng kia tao bỏ tao rồi. Oh shit, à quên, mày là xe kia mà sao cái đéo gì, mày thì xe kia à. Oh shit, bên kia có con gì để. Ê, từ đi ngoài cái đi đi đi. Ui shit shit shit. Phê quá. À, này là tẩm thuốc mê trong đây. Ồ, phát là tẩm đá trong đây hay gì, bắn một cái phê vậy ta. Đeo ổn rồi. Rồi tôi còn phải nướng thức ăn anh em ơi. Tôi còn phải nướng cái này. Cảm ơn mấy bạn cừu đã để cho mình một miếng thịt. À không, ba miếng. Ok. Ok. Hai anh ăn không? Em đủ ba miếng luôn à, mình chia nhau ăn. Sao hai anh im luôn hết? Không, khoan từ từ, tôi đói chết mẹ. Ê tôi không đói rồi, làm sao để tôi hồi máu đây, tôi bị thiếu nước, nước mưa này uống đi. Không, tôi đi uống được nước mưa. Fuck, hello à, gì đó mô tô. Ôi hello hello. Shit mẹ mày, hết hồn má. Bây giờ tự nhiên có con zombie thôi mà cũng sợ nữa. Tôi còn một cái giường. À, làm ơn ai có thể nào tắt cái đèn led này được không, nhưng mà cứ chói chói đỏ đỏ khó chịu quá. Fuck, hello what's up, chào mấy chú. Hello. Không ai hết à, không ai. Tôi đi vô nhé. Tôi nghe tiếng rồi, là đây con zombie này rồi, làm sao để tôi hồi máu. Lịch mẹ, lịch mẹ, làm sao không hết đây. Anh ơi, qua đây em. Đi đi. No 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 no. Hello. Shit. Fuck you. Fuck you. Bitch. À con zombie ở trong đây nè. Đi mày. Hết hồn mày. À trang điểm, trang điểm cho đậm cho cố vô đi. Đúng quá, để bình thường mọc đi, bày đặt trang điểm. Xấu chết mẹ. Ơi con này có tóc nè, hay á, cắt tóc đi mày, tóc dài chết mẹ. Cút, tao không thích những thằng tóc dài, địch ngựa mày. Hello. Ai gì nếu mua tôi, còn ai không? Ok, không còn ai hết. Rồi tôi nên làm gì đây anh em, bây giờ ngồi quay tay như này à. Bây giờ ngồi quay tay mà tự nhiên có hai anh này đứng nhìn thì nó hơi kỳ, tôi nghĩ tôi không nên làm thế. Ôi mẹ. Đi ngựa chúng mày. Ơi con ngựa chúng mày. Ủa sắp chết rồi. Hello. Đi. Fuck you. Shit. Shit. Chào mọi người nhá. Em đi đây. Chào heo. Heo ơi. Heo ơi cứu tao heo ơi. Tao cần sự cứu rỗi heo ơi. Heo, đừng bỏ tao lại một mình heo ơi. Chào cậu. Tao đéo cần cậu. Cút. Chào cậu. Từ từ cho tao lấy gỗ, cho tao lấy cục gỗ. Ngoé mày, để tao lấy cục gỗ. Ok rồi. Ui, có chấm sáng nè. Ê, cái gì sáng vậy? Cái là gì đây? Ê, cho mất dạy. No. Có cách nào để tôi có thể sống sót qua đêm này? Chào cậu. Nếu mà tôi lỡ ngớ là tôi sẽ nằm chung với thanh niên này luôn. À hết mưa rồi là trời sáng rồi nè, ngon rồi đi quay.
Cuộc sống là hạnh phúc trở lại thôi, chúng ta đi tìm chỗ xây nhà thôi là mà. Nếu tôi nghĩ thì cuộc sống hạnh phúc nhất ở trong cái game này là sống trên cây. Tôi không chắc là liệu có con ML nào có thể lên cây được hay không. Bọn này thì không nói nha, bọn này nó đu theo tôi rồi. Đấy, ok, tôi nghĩ là bất tử, sống trên cây sẽ là bất tử. Không dịch mẹ mày. Ok, tôi nghĩ là sống trên cây thì nó sẽ là bất tử. Ok. Cái tiếng gì mày quên. Oh shit. Không, sống trên cây vẫn chết như thường nhé. Oh fuck, oh fuck. Đi đi đi. Tí thoại, cậu bà nó. Hết hồn.